Cụm thi dân văn kết bài nâng cao, tác phẩm Người lái đò sông Đà, ngữ văn lớp 12. Tùy bút Người lái đò sông Đà đã thể hiện rõ các nét đặc điểm của phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân, khám phá, phát hiện sự vật ở phương diện văn hóa thẩm mỹ. Dòng sông được miêu tả như một công trình mỹ thuật tuyệt vời của tạo hóa. Hình tượng sông Đà được tác giả khắc họa rất nổi bật với hai đặc điểm: vừa hùng vĩ hung bạo, vừa thơ mộng trữ tình. Khi như con thủy quái cuồng nộ, lúc lại e ấp như người thiếu nữ. Đà Giang như một nét vừa duyên dáng của bức tranh non nước, vừa hùng vĩ trên nền của giang sơn tổ quốc. Nhìn con người ở phương diện tài hoa nghệ sĩ, ông Lão Lái Đò được miêu tả như một vị mãnh tướng tài năng và điêu luyện trong nghệ thuật chèo thuyền. Đồng thời ở Thiên Tùy Bút này, tác giả thể hiện vốn kiến thức uyên bác khi vận dụng ngôn ngữ điêu luyện của nhiều những ngành nghề khác nhau như hội họa, âm nhạc, điện ảnh, điêu khắc, huy động tri thức của nhiều lĩnh vực như địa lý, lịch sử, võ thuật, thể thao, quân sự để xây dựng hình tượng mà nói như Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Trọng Huy. Nguyễn Tuân như một người họa sĩ tài năng, có nhiều bút pháp linh hoạt đã tạo nên những tác phẩm mỹ thuật đầy màu sắc mà lung linh huyền ảo. Có những trang viết lại giàu chất tạo hình, bài trí phối cảnh như nhà điêu khắc và đạo diễn điện ảnh. Chúc các em thành công!